và người đầu tiên là công ty duy nhất và công ty đầu tiên có được giấy phép bán hàng đa cấp theo nghị định 40. Xuân sang chúc nhau sức khỏe vàng, gia đình sung túc vạn sự an, sự nghiệp Amway toại vẻ vang, tấn tài tấn lộc tấn an khang. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Song.